Xin chào các bác. Đây là kênh YouTube của Điện Máy Thành Đạt Thái Bình. Trong video lần này, bên em sẽ hướng dẫn các bác cách đóng mở con két sắt Việt Tiệp dòng điện tử. Đồng thời nữa là hướng dẫn các bác cài đặt lại mật khẩu hay là reset mật khẩu, cài đặt ngày giờ. Thì bác nào yêu thích kênh của mình cho mình xin một like và đăng ký kênh để làm những video lần sau được tốt hơn nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì đây thưa các bác, đầu tiên là khi mình mua két về thì két nó sẽ không hề có lắp pin, tức là chưa có hệ thống điện cấp cho hệ thống bảng điều khiển điện tử. Vậy thì mình phải làm các bước sau. Thì trong hệ thống túi đựng đồ của phụ kiện của cái két điện tử thì nó sẽ có một cái chìa khóa này, hai chùm chìa khóa này, một hộp lắp pin dự phòng này, đây lắp pin dự phòng đấy. Túi đồ của nó có những phụ kiện như thế. Thì các bác đầu tiên các bác làm những bước như sau. Bước thứ nhất, cách thứ nhất, các cách sau. Cách thứ nhất là các bác lắp pin vào trong cái hộp phụ kiện này dự phòng cho mình. Đây, các bác lắp pin vào dự phòng cho mình nhé. Sau khi các bác lắp pin vào hộp dự phòng xong, các bác cắm vào cái lỗ phía dưới này để cho các bác xem. Cái phía dưới có một cái lỗ này, các bác nhìn thấy không? Cắm vào. Thế là nó sẽ cấp điện cho hệ thống. Như vậy nó sẽ cấp điện cho hệ thống bảng điều khiển. Sau đó là các bác mở ra. Hiện tại bây giờ là mình chưa bật nhập mật khẩu nhé. Để nhập mật khẩu các bác nhấn Start. Xong rồi nhập mặc định của nó là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Nhấn Start sẽ là mở. Đó, đây là cách 1. Cách thứ hai các bác nhé, các bác tháo cái này ra cho mình này. Rồi bắt đầu các bác quan sát thấy có hai cái chùm chìa khóa này. Đây cái chùm này là để mở phụ nhé. Các bác nhìn cái G trên này, với cái G trên này nó sẽ khớp với nhau này. Đấy, cái này cũng thế. Cái dấu chấm này, với cái dấu chấm trên nó sẽ khớp với nhau. Các bác cắm vào. Nó có xoay về phía thằng này cho mình. Đấy, cái này xoay này, cái này này, thế là mở ra. Đó, mở ra các bác bắt đầu lắp pin. Đây là cách thứ hai để mở khi chưa hệ thống điện. Thì sau khi mở ra các bác lắp pin vào cho mình nhé. Thì hộp pin nó nằm đây này. Đó. Tất cả các dòng két các bác nhé. Lắp pin vào mình đúng chiều nhé. Cẩn thận không ngược chiều là sẽ bị chập đấy. Âm dương nó phải chuẩn. Đó. Thì đây thưa các bác, sau khi mình lắp pin xong thì các bác có thể quan sát thấy là hệ thống bảng hiển thị của nó là mặc định của nó là 00, 01, 01 và 00 giờ. Thì mình sẽ hướng dẫn các bác cách cài đặt giờ trước nhé. Thì để cài đặt giờ thì các bác nhấn cho mình chữ clear này. Đấy, nó sẽ nhấp nháy này. Ví dụ như hiện tại bây giờ đang là 10 giờ. À hôm nay, ví dụ hôm nay là 12 tháng 8 năm 2022. Đấy, và thời giờ là 10 giờ 20 phút. Và thứ của nó thì là thứ 6. Thế là xong. Đây là cách ngày cài là ngày giờ. Hoặc mình muốn cài lại giờ sai giờ chẳng hạn, mình muốn cài lại thì mình lại nhấn nút clear, xong rồi nhập lại 12:08:22 11 giờ 10 phút vẫn là thứ 6. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Sau khi các bác cài đặt xong ngày giờ thì các bác cài đặt đến mật khẩu. Thì cách cài đặt mật khẩu như thế nào? Thì đầu tiên các bác phải có rất nhiều cách cài đặt mật khẩu, nhưng mình sẽ hướng dẫn từng cách một. Cách thứ nhất là các bác đầu tiên là ở bên ngoài, tức là khi mình chưa mở được két ra thì bên ngoài mình sẽ đầu tiên mình sẽ phải nhấn Start này, xong rồi nhập mật khẩu cũ của nó này, 1 2 3 4 5 6, xong nhấn Start tiếp nữa này, thế là Open nhé, mở nhé. Sau khi mở phát báo nhấn Clear cho mình luôn, nhấn Clear thế là nó reset xóa hệ thống mật khẩu cũ, rồi bác nhập mật khẩu mới là ví dụ như là
nếu mà về hiện như thế này là bác phải nhập lại từ đầu nhá. Nếu mà nó quay về này các bác phải nhập nhanh nhá, không là nó sẽ về lại từ đầu đấy. Mình làm lại này, 1 start này, 1 2 3 4 5 6 start này. Trong clear này, xóa này. Theo nhập lại là 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Xong rồi đợi một tẹo nó info. Info như vậy nó đã lưu các bác nhá. Như vậy là nó lưu thông tin nhá, information, thông tin đã được lưu trữ. Đấy. Còn giờ các bác mở lại mật khẩu thì các bác phải mở lại cái mật khẩu vừa mình cài đặt nhé. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 start. Đấy, open. Đây là các bác mở được ra. Còn nếu mà các bác nhập sai mật khẩu ấy, giống như kiểu là như thế này này. 1 2 3 4 5 5 6. Đấy, báo lỗi, error, báo lỗi. Phải nhập lại. Nếu mà ví dụ mình nhấn sai như này rồi nhưng mà chẳng may nhấn sai mà các bác clear này, nó lại xóa trở lại. 0 1 2 3 4 5 6 7. Open. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bác cách thứ hai để cài đặt mật khẩu. Hiện tại mình vẫn đang để ở mật khẩu là 0 1 2 3 4 5 6 7. Thì cách thứ hai, các bác gì? Khi các bác mở được két ra rồi ấy thì các bác vào bên trong này có một cái nút xanh này. Cái nút này là cái tác dụng của nó là reset mật khẩu. Các bác nhấn vào phát. Đấy, rồi các bác quay về trên mặt trước là các bác nhập mật khẩu mới luôn. Ví dụ như mình sẽ nhập là 1 2 3 4 5 6 7 8 chẳng hạn. Xong nhấn kệ nó một tẹo thôi. Là information nó lưu luôn thông tin. Đấy, đây là cách thứ hai các bác cài đặt mật khẩu. Thì đây là hết tất cả các cách các bác lắp đặt một con két điện tử. Cần xảy ra sự cố hay như thế nào thì các bác có thể sử dụng. Một là các bác có thể mở, mình nhắc lại, một có thể mở công này, hai khóa này. Hai là các bác lắp pin dự phòng cắm phía dưới này. Đây là cách mở khi mình máy nó hết pin, trường hợp hết pin, hoặc là trường hợp mất điện, hoặc là trường hợp xảy ra sự cố của một của mạch. Đấy. Còn cách cài đặt mật khẩu thì cũng có hai cách. Một là cài đặt khi hệ thống đang cấp điện bình thường. Cách thứ hai là bên trong reset. Đấy. Thì bác nào yêu thích kênh của mình cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé, để làm những video lần sau được tốt hơn. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.